Ở đây kia kinh nghiệm bà con là cứ trời mưa là đi bón phân vào ạ. Dạ. Nó nhàn. À, em hỏi chị một chút. Thế thì thói quen của bà con và đặc biệt là chị hiện nay thì trồng na là chị cứ bón phân, nhất là phân hóa học thì bón vào những thời điểm nào thì nó thích hợp với gia đình nhà mình? Thì cứ thường là bắt đầu cắt phân này tháng Giêng là hay bón, nhất vào đợt tháng Giêng để chuẩn bị là đón lộc đấy. Và... thì là bón vào tháng Giêng. Nhưng mà khi cắt lá xong rồi bón xong rồi thì nhiều khi là nó ra là nó cũng sun vào, cũng chả hiểu là nó về cái bệnh gì nữa. Đấy, thì cây nó cứ ra đến đâu là nó sun vào đến đấy, rồi bón rồi tưới, lúc đấy là tưới để đi mua thuốc kích rễ về tưới nhưng mà cũng không được. Nhiều cây nó đã xoăn rồi là cũng không được nữa. Thế cũng không hiểu là nó tại sao mà từ ở đất hay là từ ở cây thì cũng là chưa hiểu được ra. Bởi vì là vườn na thì nó cứ xoăn lá nó cứ bé tí thôi, nó cũng không lớn được nữa rồi là cũng chán. Làm nhiều nó cũng chán, nó không được ấy. Đặc biệt là thì với cái là... kinh nghiệm của chị là cứ trời mưa là mình đi bón phân hóa học vào. Thì mọi người cứ thấy mưa là cứ đi vãi thôi. Thế lý do tại sao mà trời mưa chị đi bón? Thì bảo đi bón thì để cho nó hấp thụ được thì là để nó tốt. Nhưng mọi người thì là bảo không có mưa thì là nó không hấp thụ được. Thì cũng chỉ đi nghĩ là mưa nó ẩm thì là nó hấp thụ. Mưa nó đủ độ ẩm. Đủ độ ẩm thì nó hấp thụ được thì nó tốt thôi. Chứ nhưng mà đi vãi xuống thì cũng không thấy nó tốt luôn. Thì nắng ra thì có lẽ nó còn héo đi đấy. Anh ạ. Nắng ra có lẽ còn thấy nó héo đi. Mà thực sự là không thấy nó tốt. Trời mưa, mưa to, mưa rào, sau mưa rào có nên đi bón phân hóa học không? Đúng không ạ? Thì như các bác là lập luận là bón lúc bây giờ là đủ độ ẩm rồi, nó tiện, không phải tưới, đúng không ạ? Đấy, nên là cứ mang độ 1-2 cân mang ra vãi vào. Đặc biệt là cái phân va số rất ưa chuộng, bởi vì kỹ thuật bảo thế, đúng không ạ? Mà tôi cũng ghi nhận thật. Đấy, nhưng mà tôi lại phân tích ngược trở lại thế này, báo cáo các bác. Tôi phân tích cái mặt trái thôi. Báo cáo các bác là thứ nhất là như là đêm hôm qua và rạng sáng nay sấm chớp oanh oanh cả, đúng không ạ? Sấm rất to và có rất nhiều tia lửa điện kèm theo mưa rào. Đấy. Thế thì vậy thì lượng đạm trong tự nhiên, báo cáo các bác là bầu khí quyển 70% là nitơ, nó là khí trơ. 70% ở trong cái bầu khí quyển của chúng ta là nitơ, nó là khí trơ. Nitơ là bản chất là đạm, được chưa? Vậy thì khi có tia lửa điện nó đánh sét đánh doanh một phát là cái nitơ được giải phóng từ dạng khí trơ, nó chuyển sang N H cộng, nó kết hợp với hiro trong tự nhiên, thế là trở thành NH4. À, chính là cái nhân tố mà cây trồng dùng được, chính là cái dân tố mà cây trồng nó dùng được. Vậy tại sao không cần bón đạm? Khi gặp trời mưa cái là do muống, các bác thấy là chỉ từ hôm trước đến hôm sau lá nó cũng quay lên. Đạm nó dùng được, mà cái đạm đó mới là đạm dễ tiêu, được chưa? Làm sao mà cứ trời mưa mới đi bón đạm, bón NPK là thật chị. Không biết là tận dụng nguồn tự nhiên mình có. Đấy, được chưa? Nó đang thừa rồi. Đấy là về mặt tự nhiên ta đang có mà ta không biết là tận dụng. Thì hôm nay các bác hiểu rồi, các bác sẽ không trời mưa không đi bón nữa. Bởi vì là trong tự nhiên nó đã có đạm rồi, làm sao phải bón, không ạ? Cái thứ hai, tại sao trời mưa không bón? Báo cáo các bác là mưa cả một tuần liền. Mưa một ngày tôi đã không nói rồi, nhưng mưa cả một tuần liền. Tí nữa các bác bên này tôi sẽ trao đổi. Cả một tuần liền, cái rễ nó nằm trong nước, được chưa? Đây, cái rễ này nó nằm trong nước đấy. Cả một tuần liền, mưa một tuần liền xem. Báo cáo các bác ở cái tiết lập hạ này, chuẩn bị lập hạ rồi. Hôm nay là ngày 20 mấy tháng 4, 24, 25. Đây là đang cấp vũ mưa rào. Đây là còn mưa có 3-4 ngày. Cái mưa một tuần, cái rễ này nó nằm trong nước. Bây giờ ông lại mang đạm, mang NPK 3 số, mang ngâm vào đây. Tại sao xoăn lá đấy ạ? Tại sao xoăn lá mà tại sao cây này bị rụng lá là do NPK các bác vãi vào đây ạ? Ngập, nó ngâm trong nước mưa, nó thừa nước rồi. À đấy, đúng ạ. Như anh bảo là sót ấy. Anh cứ bảo cái thằng trẻ con đấy, sáng ngày ra cái cây ớt hoặc cây cà chua hoặc cây dưa anh trồng ở chỗ hiên nhà đó, nó đái cho 2 buổi sáng kiểu gì cây này chết, có đúng không? Em nói toàn cái thật đấy, có đúng không ạ? Bởi vì là đấy nó là muối, nó là gì đâu, phải không ạ? Mà kali là muối, đạm nó cũng có tính chất hút nước ngược đi ra. Thế sao trời mưa để đi bón, phải không ạ? Đấy, thế bây giờ hôm nay giải pháp của chúng tôi là muốn các bác thế này: khi bón, phân bón thì cứ trời nắng ráo, được chưa? Cái lý do thứ ba nữa là gì ạ? Khi trời mưa thì kèm theo là âm u. Âm u thì gì ạ? Không có mặt trời. Không có mặt trời thì bón NPK vào làm gì, bón đạm vào làm gì? Bởi vì có mặt trời đâu mà nó quang hợp được. Thế là không quang hợp là không có sự đẩy dinh dưỡng lên, không có sự thoát hơi nước lên, thế là nó bị ức chế ở trong bụng nó. Thế nó bị làm sao ạ? Thế là thành thừa để lại quay trở lại thối rễ, được chưa? Đấy, nguyên lý nó thế thôi, mình phải chơi là chơi cái nguyên lý của nó, được chưa? Việc quay trở lại, lật ngược trở lại thì nên buổi sáng mát rời. Đấy, trời nắng ráo, xác định là hôm nay đi bón phân thì phải xem thời tiết. À, cái bác dự báo thời tiết người ta đã có ra cắt dự rồi, bảo khu vực này có mưa. Thế nhưng mà mình phải xem chính xác là cái tọa độ khu vực mình ấy, xem nó có mưa không. Nếu không mưa, trời nắng ráo, chúng ta đi bón. Đấy là căn cứ thứ nhất. Bình thường ngày xưa mang đi vãi thì bây giờ ta hòa ra thùng, ra bể to, ta đưa cái máy, ta hút lên, ta tưới, đánh thật tan ra, hôm trước ngâm nó ra. Đáng bón 2 lạng thì chỉ cần dùng nửa lạng đến 1 lạng thôi, được kìa. Các bác ngâm nước ra để cho nó tan hết ra, khoáng nó lên, bắt đầu chúng ta tưới. Tôi đảm bảo các bác bón lạng nào vào nhà máy nó không có mất lên trời tí nào cả. Đấy, thế mới gọi là thâm canh, thế nên mới gọi là khắc phục, phải không ạ? Thế còn các bác vãi xuống thì nó chỉ được khoảng độ 40% cái lượng dinh dưỡng đó vào được trong đất và cây trồng hấp thôi. Còn lại 60% là nó lên trời hết, hoặc trôi xuống dưới, hoặc bên nhà hàng xóm được hưởng, được chưa? Đấy là cái lý do tại sao trời mưa không nên bón đạm, tại sao cây hay bị thối rễ, được chưa?